Queen Sama ha, tay là tay lỡ và họa tiết là BB trắng đen nha, không bao giờ sợ bị lỗi mốt và không kém tuổi ha, từ 50-60 tuổi đổ lại mặt cũng ok nha, kiểu cổ Queen Sama hiện giờ đang rất là mốt luôn ha, mặt đóng thùng hoặc là xả phong cũng được, được mặt đi học đi làm chơi thì ok nha. Khi áo xả phong ra thì kiểu sẽ như vậy ha, vạt là kiểu vạt ngắn dài và ở đây có xẻ nha, họa tiết là bi trắng đen, không bao giờ sợ bị lỗi mốt luôn ha. Tay là tay lỡ, che được bắp tay to của mình. Cái form mình đang mặc là size 2X nha, các bạn cao kia size XL nha, các bạn cao kiếm mặt căng thân lên rất là đẹp ha, do mình chỉ có 50kg thôi mặt nó bị trọng. Cái này là mình nên phối với những chiếc quần váy hoặc là những chiếc quần ống rộng đó, thì nhìn sẽ đẹp hơn ha, do mình mặc màu trắng là để cho nổi cái sản phẩm lên để cho các bạn thấy rõ hơn về chiếc áo nha. Áo này không kém tuổi ha, từ 50 tuổi đổ lại thì mặc cũng được nha, thậm chí mấy chị mà 60 tuổi mặc cũng ok ha, kiểu cổ pyjama bây giờ đang rất